out of compassion for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach and guide us how to end birth and death, leave suffering and attain bliss, and quickly realize non-birth. Ung ten dai de tang ten bi thu pa voi cap nhap thiep chung san tin chien diệu va luong yau dao na mu nhu a liu san thuac tu di kho da la ta chu vo san. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Namo Sananto Shichero Ye Alahuri Samyo Samputos Ye. Namo Tarakta Toya Daya Alahade Tamil Tamboda Toa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, 100,000 million eons is difficult to encounter. Now I'm able to see and hear, I will receive and maintain it. I vow to fathom the thus come one's true and actual principles. Wu shang sheng she wei miao fa bai jie wai jie nan zao yu wo jie jie. O Buddhists and Bodhisattvas, Venerable YongHua, Venerable Left-Home People, and all good no advisors, Amitofo. Chi Phật Bồ Tát, Kinh Thưa Thượng Tương Hoa, Quý Thầy Cô và Quý Vị Tri Thức, A Di Đà Phật. Chú Phổ Bù Sa, Sư Phụ, Sang Rần Ngơ Vê, Chú Cha Rần Ngơ Vê, Sang Chú Sư, Amitofo. Good afternoon, everyone. Today is the 16th of July, 2017. We are in Rosemead to try to finish the Heart Sutra. We are currently on slide 404, six more slides to go, seven more slides to go. We are near the end of this Heart Sutra. Tới sắp kết thúc cái tâm kinh rồi. It talks about it's a section where this the Buddha explains about this a mantra for the Heart Sutra. Đức Phật đang giảng về cái phần mà cái thần chú của cái kinh cái tâm kinh này. He says it's a supreme Buddha, supreme mantra. Đây là một cái vô thường thần chú. It's unequaled mantra. Đây là một cái thần chú vô đẳng đẳng. And so my question is, when I read about this, every time you recite this Heart Sutra, mỗi lần thầy đọc cái tâm kinh này, I hear about how supreme and how unequaled, how unparalleled this mantra is. I thấy là cái nói mỗi lần kinh nói là cái thần chú này là vô thường, vô đẳng đẳng. And I can't help but wonder, mình cứ thắc mắc hoài, does it bother you? Why do we have so many mantras? Tại sao mình có nhiều cái thần chú như vậy? And yet this mantra here is one liner is about as unequal mantra, mà cái thần chú nó cắn cục ngủ mà nó cũng gọi là vô thường, vô đẳng đẳng.
Anyone? No one ever never questioned why I would nghĩ cái chuyện này hết hả? Only me? Yes, it's only Vicky and myself. Normal people. Let's see. I go into full screen here. All right. So why? Why is it? Why the Buddha? You know, whatever the Buddha says in the sutra is the absolute truth. Quý vị biết là mỗi lần Đức Phật mà giảng kinh đó, là ngài nói những lời chân thật, ngài không bao giờ nói dối hết. Okay. And therefore, why is he saying these things? It seems to me contradictory. Thấy nó hơi, nó có vô lý. Yes, sir. The sound of this mantra has fantastic power. What about the sound of the other mantras? Aren't they better? Cái âm thanh này nó vô thượng. Nó như thế nói về âm thanh mấy cái thần chú khác sao? Buddhahood mantra. Okay, anyone else? Nó là cái thần chú của Đức Phật. Thần Phật. Anyone else? You know, when we do a rebirth transference to help people attain rebirth through the Pure Land, khi mà chúng ta làm cái pháp mà và hồi hướng vạn sanh giúp cho chúng sanh đắc và vạn sanh thêm phương cực lạc đó, we actually recite this Heart Sutra. Chúng ta thường tụng cái tâm kinh này. Okay. And of all the sutras, why do we recite this sutra and this mantra instead of anything else? Tại sao trong cái biết bao nhiêu kinh, biết bao nhiêu thần chú, mỗi như mình tụng cái tâm kinh với cái thần chú của tâm kinh? So it has some superior uses, yes. Nó có cái dùng, nó rất là có nhiều cái lợi ích bất khả tư nghị, inconceivable benefits. Okay. But why would he go as far as to say it's supreme and unequal? Tại sao Đức Phật nói là vô thượng, vô đẳng đẳng? Anyone? Cô Quảng Ngân nghĩ sao? Tại sao vô thượng? Yes, sir. Somebody because of this this sutra, yes. Biết bao nhiêu và vô tam thế Đức Phật đều đắc được Anuradha Tam Miệng Tam Bồ Đề nhờ cái kinh này. Okay. Nghe không được hả? She can't hear it. But without the air conditioner, I can't speak Dharma. Cô nói là cái máy nó ồn quá, cô nghe không được. Thật ra mà không có máy lạnh, thầy nóng quá, thầy cái bị chạm điện, nó pháp không được. Ok. Let's see, what else, what can we do for her? Come on, okay. Why don't we bring some kind of speaker to close to her? Like make a cái huh? Can you do that, Master Chuyển Chế? We try to accommodate her needs because if she goes to the Pure Land, you know, then she owes us. Then we can tell people we know someone in the Pure Land, you know. Mình phải chiều cô thân hương một tí. Bữa nào mà cô qua vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, mình có thể nói là mình quen người bên Tây Phương Cực Lạc đấy nha. Yeah. Okay, how is that? Vì nghe được không? Nghe được. Now she can hear it. Okay, fine. Tại sao nó là vô thường, vô đẳng đẳng? Okay. It seems like
the Buddha is discriminating. Nghe nói Đức Phật còn có vẻ tâm phân biệt, hả? Vô thường, vô đẳng đẳng. Why do you talk like that? Đức sao nói kỳ cục dữ vậy? It's for people like us who are still discriminating mind. Tại nói như vậy để những người chúng ta phàm phu đó vẫn còn cái tâm phân biệt. Okay. And he assures us, tại vì Ngài nói rằng, Đức Phật nói rằng, cái này là vô thường. Meaning that this is one of the top mantra, nghĩa là đây cái thần chú này là một cái thần chú cao siêu. Okay. It's at the same ranks as, let's say, the Sharanga mantra, the great compassion mantra. Có thể ngang hàng với lại chú lăng nghiêm với lại chú đại bi and the other mantras. Okay, why? Why? Clearly, the yes. Nhưng đều cái chú lăng nghiêm là nó đánh ba. Okay. He says it's a Dharma marks. I say, but let's talk about Sharanga mantra. Nhà nói về cái chú lăng nghiêm đi. Cái chú lăng nghiêm là cái dùng chú lăng nghiêm là để mà chế phục Nga. Mà the Sharanga mantra is designed to subdue the demons. Okay. How can you say this is a supreme? Còn sao nói cái này nó thần chú này là vô thường được? He says because we are empty and the demons are empty. Maybe so, but I don't know about demons being empty. Most of us are scared of demons. I'm scared of demons. Okay? It's unequal. It is supreme because you look at the use. Khi mà nói về cái vô thường, vô đẳng đẳng, nói về cái dùng của nó. Okay. Each mantra in Buddhism has its own use. Mỗi cái thần chú bên Phật giáo chúng ta có cái dùng của nó. Okay. So in terms of helping people become enlightened and get rid of their attachments, this mantra is supreme and unequal. Okay. Thà nói về cái dùng mà dùng cái thần chú này, những cái tâm kinh này để giúp chúng sanh bớt cái chấp trước để mở cái Phật huệ đó, thì cái này thiệt là vô thường vô đẳng. Is it clear? Okay, so when what the Buddha is referring to, he's not lying at all in terms of use. This is supreme, this is unequal. Thì nói về cái dùng của chú này thì cái chú này thực sự là nó vô thường vô đẳng. Alright, another aspect of it, còn một cái khía cạnh khác nữa. Okay, all mantras, you cannot look at mantra as a supreme or unequal over another. Đừng có nói là cái thần chú này nó cao hơn cái thần chú khác. What really matters is the person who recites the mantra. Cái quan trọng là cái người mà đọc thần chú, thưa quý vị. Okay, I'll give you an analogy. Thầy cho quý vị một cái ví dụ. Okay. I'm going to date myself. Anyone knows about có ai biết về cái Ý Thiên Kiếm hay là cái đao Đồ Long không? Okay. It's a Vietnamese thing. Có ai biết cái Ý Thiên Kiếm hay là đao Đồ Long? Raise your hands. Giơ tay để coi. Ý Thiên Kiếm, đao Đồ Long. Okay. Chẳng hạn như bây giờ quý vị có cái đao Đồ Long đây nữa. Nhưng đều quý vị cầm cái đao Đồ Long mà quơ nó không được. Thì cái đao đó mặc dù đó là cái là đại bảo đao, nhưng đều mình quơ nó được cũng vậy thôi. I give an example, you have a jewel sword, okay, that is made of vajra, unbreakable, invincible, it weighs like a ton, okay, even though it's superior weapon, if you can't wield it, what use is it? You get the drift? Quý vị thấy rõ ràng không? So the mantras may be very powerful. Mặc dù cái thần chú nó rất rất là rất là
rất là có hiệu nghiệm, rất là hiệu nghiệm mới nữa. Nhưng điều nếu cái người mà không biết dùng nó, cái người sức người mà không đủ, nó cũng vậy thôi. If you don't have enough power to wield it, it's useless. Okay? So don't be attached to it. Thành cái vị đừng có chấp vào cái chuyện này. All right? Any question? Ai thắc mắc gì không? Let's move on. We're trying to finish this sutra. 405, tấm 405. It can remove all suffering. Okay. Nan chu yi chie gu, nang trừ nhất thiết khổ. All kinds of sufferings. The sufferings can be divided into three kinds or eight kinds. Những cái khổ đại khái có 3 loại khổ hoặc là 8 loại khổ. Okay. Anyone knows what the three sufferings are? Có ai biết 3 loại khổ là gì không? Khổ cụ. Suffering within the suffering, là khổ trong cái khổ, meaning that you're poor and now you become sick and cannot afford to buy medicine or see the doctor. Như cái vị nghèo rồi, đã nghèo mạc rệp rồi, mà bây giờ bệnh lâm bệnh nặng nữa, mà không có tiền mua thuốc, không có tiền tới mà khám bệnh. Okay, that's khổ trong cái khổ, sự khổ khổ, suffering within suffering. Okay, suffering of decay, very good. Hoại khổ, hoại khổ là mình có mà mình mất. It means that suffering decays, you have something and then you lose it. It decays. That's why you're suffering. Okay? For example, you used to be married and happily married. Now you are no longer married. And because of that, you suffer greatly. Trước thì có gia đình rất là hạnh phúc. Bây giờ bị vợ ly dị. Thành ra khổ sở không thể tưởng được. What? Come in. After that you become a left home person. Okay. Sau đó mình trở thành người xuất gia. Then you find true happiness. Tìm được cái hạnh phúc chân chính. Forever. Vĩnh cửu. Alright. In my humble opinion. Alright, nên như vậy là cái hạnh phúc này nó chân thật và vĩnh cửu. Alright, something to think about, young man, huh? Yeah, that's right. Alright, so what's the final suffering of the three kinds of suffering? The suffering of a life process, gọi là gì ha? What's a Chinese word for that? Anyone knows? Suffering of a life process. Là cái sinh cụ, hành khổ. Có nghĩa là meaning that they mean that your head is full of thoughts and you cannot stop it. Hành khổ có nghĩa là cái tâm quý vị nó đầy tràn những cái tư tưởng trong óc á, mà nó ngừng không được. You have no way of stopping it. That is a suffering. Cái đó là cái khổ dễ sợ lắm. It is a horrible suffering. You don't realize how bad it is. Quý vị không biết nó tệ đến chừng nào. It's very, very difficult. Okay, to overcome this kind of suffering. The suffering within suffering, you can make money and you can resolve it. Quý vị biết không? Cái khổ đó. Là quý vị nghèo, trung số độc đắc, hết nghèo mọi người tức. Okay. Hoại khổ, the suffering of decay. Okay. Then if you lose your money, you go and live the home life, you'll be all set. Okay. Quý vị giàu mà bị phá sản, thì xuất gia một cái là có đầy đủ hết tất cả. Okay. So you'll be fine. But the suffering of the life process, cái khổ, cái hành khổ này đó,
là quý vị không thể nào giải quyết được. You cannot resolve it. It's so difficult. Nó khó không thể tưởng được. Because your head, the thought, okay, it runs over and continuously day and night. Ngày đêm nó chạy. Cái đầu quý vị nó chạy liên tục. And there's nothing you can do about it. Quý vị không làm gì được gì hết. Okay? And just for advertisement, only living a home life, will you have a good chance to do something about it? Và có thể xuất gia có thể có cơ hội làm được. Okay, all right. What about the 8 kinds of suffering? Hoặc là 8 cái loại khổ. Okay, first 4 are? The first 4? You don't know the first 4? Không ai biết cái loại 4 cái loại khổ đầu tiên. No one knows. Huh? Should be the tip of the tongue. Không ai biết cái bốn loại khổ đầu tiên là gì hết. Sanh lão bệnh tử. Sanh lão bệnh tử. Sanh lão bệnh tử. Bốn cái khổ mà con người ai cũng có. Everyone has it. Everyone has these four kinds of suffering. Tất cả mọi người đều có bốn cái loại khổ này. Sanh lão bệnh tử, birth, aging, illness, and death. That's real suffering out there. Everyone is subject to this kind of suffering. Ai cũng bị cái loại khổ này. Agree, disagree? Birth is a very painful event for both sides. Chàng sinh là khổ dễ sợ. Aging, you don't know about it, you young people. For us, aging, the fingers have arthritis. Lớn già rồi, bây giờ cái gì đau bao phong thấp, You can't walk at all, hip problems, elderly. All right, okay, illness. Illness is this body. The Buddha said this body is a body of illness. Đức Phật nói rằng cái thân này, có cái thân này là phải chịu cái bệnh. There's no way, nothing you can do about it. You will be sick because of this body. Cái thân này ai cũng phải bị bệnh hết. Okay. And finally, death. Cuối cùng là chết. Death is a final thing that we have no idea what's about. Cái tử là dễ sợ. Tại vì cái này đó nó vĩnh cửu mà mình không biết cái chuyện gì sẽ xảy ra. All right. So those are four kinds of suffering. Đó bốn loại khổ như vậy. Birth, aging, illness, and death. We all subject to that. Ai cũng bị kẹt vào cái loại này. What about the other four? Và bốn cái loại khổ kia là sao? Yes, sir. Suffering or not getting what you want. Okay. What? Huh? Cầu bắt hả? Chiếu vũ tở sổ. The suffering of not attaining what you want. Cái khổ mình muốn mà mình đạt không được. Okay? All right? That's why I became a monk. All right? Because I couldn't get what I wanted. She's married already. Oh. Yes. Suffering what? Getting what? Getting what you don't want. Okay, no, it's not that. It's to be near someone you hate. Cái này nó cái là khổ khác á, là mình phải gặp mặt cái người mình ghét cay ghét đắng. Okay, that usually describes to the relation to your wife just before the divorce. Gặp cái người ghét cay ghét đắng mà mình cái người mình ghét cay ghét đắng phải gặp mặt. Okay, yes, ma'am. So when your parents
So the parent says, when can you give me my grandchild, right? Can you make me a grandchild, okay? What can you say? So it's the, you tell him, có người hỏi, nếu như mà cha tôi đổi là chừng nào con mới đưa cho cha cái đứa cháu nội này, okay? How do you answer? Sao trả lời bây giờ? It's called suffering or not getting what you want. Say hello. Say hello to the suffering of not getting what you want. Thì mình trả lời nó là đó là con giới thiệu cha biết cái khổ mà mình cầu bất đắc khổ. Okay. They have a grandchild. Yeah. So she says that because the reason he asked for a grandchild is not because of selfish reason, because he wants to know, for Shana to know the joys of parenthood, right? Này cô nói là ông cha nói là chừng nào con mới cho cha cháu nội. Ông nói là nói lý do không phải cha đòi cháu nội là tại vì cha ích kỷ, là cha muốn con thấy được hưởng thụ được cái sự sung sướng của làm người bậc cha mẹ. Ok. So how do you answer that? Trả lời sao bây giờ? Cô quả ngân. Hả? Cha vô minh. She says your father is stupid. Huh? His father is right. Yeah. Text feels that her father is right. Ông này ông nghĩ là ông cha cũng có lý nữa. So how do you answer that? Nên là trả lời bây giờ. Hả? Trả lời sao? How do you answer that? Sao trả lời bây giờ? Then you tell him, I don't want to experience the suffering of being with someone I hate. Thì thầy đồng nghĩ với cô là trả lời bằng cách đó là con không muốn trải qua cái kinh nghiệm là phải thấy cái khổ mà mình ở chung với người mình ghét cay ghét đắng. Because most people don't realize children is a burden. We owe them. Tại vì người ta không hiểu, bậc cha mẹ vẫn thường hiểu là con cái là chủ nợ. All right. Does it help? And finally, there's another kind of suffering. Yes, sir. No, it's not true. The children are not your creditors. Why did you have to go to work? Because usually people go to work because they want to bring money back to feed the kids. Right? So that's why the kids, you owe the kids. That's why. And that's the Buddhist rationale. Ông này người Mỹ ông hiểu, ông nói là tại sao mà là con mà chủ nợ được, nó chủ nợ tại vì mình nó đẻ nó ra mình phải đi làm việc làm lụng rồi xong rồi mình phải đem về phải nấu ăn cho nó ăn nữa, chứ không phải là mình làm tiền không chưa đủ mua gạo phải nấu cho nó ăn nó mới chịu ăn. And if you're not a good cook, then they want McDonald's. So what? Well, the Buddhist looks at it as the creditors. You owe them. Yeah, I guess. Yeah, you're right. Okay. Yeah, lẩm cẩm kèn cho đúng lần. Okay. What about another kind of suffering? Có một cái loại khổ khác nữa. Yes, sir. Being away from the one you love. Có lời khổ khác là mình ai biệt ly khổ. Okay. Ai biệt ly khổ. Okay. You love someone and yet you apart from that person.
mình thương người ta, mình ở gần người ta cũng được. Okay, that's it tears your heart out. Nó đau đớn dễ sợ. Okay, you can't stand to be apart with someone mình love, someone you love. Mình không thể nào mà biệt ly xa cái người mình thương yêu được. All right, and that really is a lot of suffering. That's why when your kids are divorced, your kids go to live with your wife. Man, that kills you. Mình hàng lúc mình ly dị xong con mình nó tới nó ở với mẹ nó, ở với cha ghẻ nó, mình đau đớn dễ sợ. All right. And finally, what is the eighth kind of suffering? Cái khổ cuối cùng là gì? Cô cảnh. Okay. She says, yes. What's the final kind of suffering? Khổ cuối cùng là gì? Ai biết không? No, not about death. Yes, sir. Your loved one passed away? No, it isn't. Người mình thương yêu mà chết. Cái khổ cuối cùng là gì? Cái sư cô có biết không? It is a horrible kind of suffering. Có là khổ dễ sợ lắm. Yes. You don't know, không ai biết gì hết á. Oh my God, from now on we start lecturing on Buddhism 101. Từ nay về sau thầy bắt đầu giảng lại cái Phật học, triết lý nhà Phật từ bắt đầu nghe chưa? Tại cái việc không biết gì hết á. You have no basic knowledge of Buddhism at all. Cái việc không biết gì Phật giáo lý Phật giáo hết á. Yes, ma'am. She looked it up in Vietnamese somewhere. And I go to Ang Giang. She has this iPhone thing here. And she's like, nhỏ nó giang dễ sợ. These are cheaters. Ngũ âm xí thành khổ. Ngũ yên xí sân khổ. Okay, là cái ngũ ấm si thành khổ, meaning the raging, the suffering, the raging five skandhas. Okay, meaning that your five skandhas are torturing you day and night. Cái ngũ ấm là cái thân của cái vị bản ngã, cái vị đó, nó hành cái vị ngày đêm. It's your ego we're talking about that's tormenting you day and night. Cái bản ngã cái vị đó, nó dày vò cái vị ngày đêm. You realize that? Các biết không? Cái bản ngã đó nó dày vò cái vị ngày đêm. Okay? That's what the Buddha perspective. Đức Phật nhìn cái trí huệ Đức Phật thấy như vậy đó. Cái vị nghĩ là quý trọng cái bản ngã cái vị. You think that your ego is a wonderful, something wonderful that you put your, you know, you go see a hairdresser, tới thợ hớt tóc, you do your nails, huh? Làm tay đạo, huh? Fingernails, huh? Toenails. Huh? I notice some of the ladies have very nice toenail, painted toenail. Thế có nhiều người chân tô ngón chân đẹp dễ sợ. You think I don't notice those things? Mấy cái đó là cái vị cũng biết là cái đó là nó cái bản ngã mình, nó hành cái thân mình, nó hành mình ngày đêm. The ego is tormenting you day and night. Okay, what you think is you, which you treasure so much, your ego, actually is your source of all your suffering. Cái vị biết không, cái vị quan trọng đó là cái bản ngã cái vị đó, thực sự là cái nguồn gốc chính của tất cả khổ sở của cuộc đời chúng ta. Let me repeat for your sake. Your ego is the source, okay, the root source of all your suffering. Okay, we're moving on to something lighter for you. Okay, so those are the reciting of the mantra can remove all this suffering.
Thành ra khi mà quý vị đọc cái tâm kính cái thần chú này, ok, cái kinh này, quý vị có thể diệt trừ tất cả cái khổ. When you recite this, you will be able to remove all suffering. All right? Is it possible? Được không? You will have no longer suffer from illness. Quý vị không còn khổ vì cái bệnh. You no longer suffer from being apart from the one you love. Mình không còn khổ khi mà xa những cái người mình thương yêu. You no longer suffer when you need to meet someone who hate every day. Mình không còn khổ khi gặp những người mình ghét cay ghét đắng mỗi ngày. Is it possible? Được không? How is it possible? Through what power? How is it possible? Cô quý vị nói gì cái tin ấy hả? I mean you believe everything that you hear. Can I invest? Help? Would you like invest in some real estate with me? Huh? Nghe gì tin ấy hả? How can you believe it? Sao quý vị tin được? How is it possible? Làm sao có thể có được? For example, ví dụ, you want to go to the Pure Land, quý vị muốn đi Tây Phương Cực Lạc. Anyone? A few of us want to go to the Pure Land. Ai muốn, một số người muốn đi Tây Phương Cực Lạc. Yeah. Okay, me too. Okay, absolutely. We most of us want to go to Pure Land. We definitely go there. And that's why after you die, sau khi quý vị chết, okay, we go to do the rebirth. We help you accrue rebirth blessings. Chúng tôi tụng kinh niệm Phật để mà giúp quý vị tạo phước đức để quý vị đi theo phương cực lạc. Right? Recite this Heart Sutra, tụng cái tâm kinh này. And get to the point it can remove all suffering and it's genuine, it's not false. So cái phần cái kinh nói là cái này có thể năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư. Okay, you know what happens? This we do that. Okay, somehow you're able to go a lot of people. We're able to go to the Pure Land. Quý vị biết không, kinh nghiệm mình ở trước đó là có biết bao nhiêu người đã lúc mà sau qua đời người ta đáng lý phải đọa, mình làm cái bản sách, mình làm cái bản sách và hướng người ta đi được. See, we have so many experiences the last 9 years here, 10 years ago before that, that people are supposed to fall, and yet when we recite this sutra here, they get to go to the Pure Land. Nhờ giờ tụng cái thần chú này người ta đi được Tây Phương Cực Lạc. Why is that? Tại sao như vậy? Here's what happens. Sometimes. Nhiều khi xảy ra như vậy. The reason that you cannot go to the Pure Land is because, let's say, you owe the ghost and the ghost is not willing to let go. Chẳng hạn như cái vị nợ cái con ma đó, con quỷ đó, thằng con quỷ nó bây giờ phải trả nợ mới cho đi. Okay, you have to pay me before you can go, he says. Okay, and I say, okay, how much do you want? He says, I don't want money. I want to make you suffer. Con quỷ nó bị hỏi bây giờ con quỷ nó bị muốn đòi cái gì? Muốn xe hay là muốn nhà? Tôi có cái nhà lầu, lấy không? Nó không. Xe hơi đỏ lấy được không? Không. Sao muốn gì bây giờ? Nói bây giờ tôi muốn đầy đỏ không thôi. Okay, so what are you gonna do? He's bent upon revenge. He wants revenge because in the past you tortured me, you chained me to the wall, and you starved me to death. You make me thirsty. Okay, okay. Now I want you to suffer. Okay, I don't want anything more. I just want to make you suffer. So what do? You recite this sutra, and all of a sudden. The ghost, the demon ghost, this part says, it can remove all suffering, and it's true.
genuine or false. Okay? What happened is that the ghost, when it hears this, it hears this, the sutra had this power of abolishing his hatred. Mỗi nhiên, quý vị có nhiều trường hợp là con đọc tới cái phần kinh này, con quỷ nó đứng nó nghe đó, nó nói mỗi nhiên nó có cái sự giác ngộ, nó nói nó hết cái hận thù. And I say, okay, I let you go, just like that. Okay, that's the power of the sutra. Đây là cái năng lực của cái kinh thôi, quý vị. It can remove the suffering in the ghost's heart. Okay. Thì nó cái kinh đó, công dụng của kinh này, nếu quý vị không tin là nó trừ cái khổ quý vị, nó có thể trừ cái khổ của mấy con quỷ, nó tha quý vị, thì quý vị mới đi được. You have to let go of you before you can go. That's what happens. Okay? Any questions about that? Ai thắc mắc về chuyện này không? Okay? So what happened is that the suffering you experience, okay, can be removed, thành cái khổ quý vị mà nó có thể diệt trừ được, is because suffering has two parts, cái khổ nó có hai phần, physical and mental, cái thân khổ và tâm khổ. What this sutra is referring to is definitely the mental part. Chắc chắn phần này khổ này với kinh nói là diệt trừ được là cái tâm khổ của quý vị. Okay? Meaning that your mind is no longer bothered by the suffering. Cái tâm khổ quý vị diệt trừ nó rất giản dị là quý vị cái tâm quý vị nó không còn bị phiền não. You remove the affliction from your mind. That's it. All right? And at times, it may be physical removal, fever of suffering and removal as well. For example, the ghost says, okay, I see through it now. I'm no longer upset at you. I let you go. And you recover. And you become well again. It happens. Okay? And nhiều khi, thì không phải riêng cái tâm khổ không, mà cái thân khổ cũng được. Tại vì nhiều khi con quỷ nó nói là, tôi hiểu rồi, tôi mở trí huệ rồi. Bây giờ nghe đạo Phật nó có lý lắm, mình không cần tạo thêm nghiệp nữa. Rồi thôi mình tha bọc nó đi, mình tha đi, mình tạo thêm phước của mình nữa, thành nó tha như vậy thì mình hết bệnh. Okay, so it can really remove all suffering. Questions? Ai thắc mắc gì không? This is the magic of the power of the sutras. Đây là cái dùng của cái kinh. Cái năng lực nó rất rất là bất khả tư nghị. Alright? And is genuine or not false? Cái này là chân thật. The Buddha says, you have to believe me. Cái này nó bất khả tư nghị. Quý vị không thể nào mà hiểu được. This is not possible for you to comprehend. I cannot possibly explain it to you. Đức Phật không thể nào giảng cho quý vị hiểu nổi. And therefore, the Buddha says, trust my words. Okay? My words are true. Thành Đức Phật mới nói, cái lời tôi mới nói đây, Như Lai mới nói đây là cái lời chân thật. Because it's too good to be true. Sự thật nó quá tuyệt vời, quý vị không thể nào tưởng tượng được. Questions? Ai có thắc mắc về cái chuyện này không? All right. Next. That is why the mantra parasumgate was spoken cố thiết bát nhã ba la mật đa chú. Gu shuo bo ro bo ro mi duo duo zhou. That's why this mantra is spoken. Bởi vậy mới nói cái thần chú này. Okay. In order to help all living beings, nói cái thần chú này là giúp đỡ tất cả những cái chúng sanh.
All right? This is the spirit of Mahayana. It's the spirit of cultivation in Mahayana. Đây là cái tinh thần tu hành trong cái đại thừa chúng ta. Okay? We do things part of our cultivation, part of our life style is to do things to benefit others. Cái cuộc sống chúng ta, tu hành chúng ta, cuộc sống chúng ta là cố ý giúp đỡ người khác. When it's beneficial for others, we'd like to do it. Nếu có lợi cho người khác, mình nên làm. Okay. I noticed that in I met quite a few people out there. Thì gặp nhiều người ngoài kia lắm. This is part of my fascination, my fun of having a temple in the cities. Tại vì đó là một cái lợi điểm, ưu điểm mà thầy có khi mà cái chùa mình trong thành thị đó. I get to see different kinds of people. Thầy gặp đủ loại người hết. And I noticed that a lot of what I like about people in this country, thầy để ý có những người xứ Mỹ thấy rất là đặc biệt. I find them very, very special. In what way? Đặc biệt ở châu này. They're very fair and very decent. Người Mỹ này, quý vị biết không? Họ rất là công bằng và họ rất là đàng hoàng. That's what really impresses me about people in this country. Whether it's a cop, whether it's a blue collar worker, I found so many of them. They're so decent and how do you say that? No, fair. Fair. Never mind about good-hearted. They're very fair. Okay? Họ rất rất là công bằng. Of course, there are also quite a few who are very selfish and bitter and acrimonious and so forth, angry, greedy, and the nhiều đại đa số là tham lam, sân si, ganh tị. Okay, there's so many of them, but there are a good number I found to be very, very, very impressed, very impressive. Thầy gặp những người như vậy đó. Yes. Ordinary people. I'm not talking about politicians. There's some like that in politicians as well. There's some. Okay. But I'm talking about the regular kinds of people that you see every day. Could be a cop, could be a plumber, could be an electrician, could be a secretary, could be a sales clerk. I find them to be fascinating because they are decent people. Thầy thấy không phải những người mà những người là người rất là bình thường, người chẳng hạn như làm cảnh sát, người làm lao công, người làm thư ký, những người làm này nọ, mà họ rất là công bằng, họ rất là đàng hoàng. And that's what to me makes this country great. It's not the money. And đối với thầy cái đó là khiến cái xứ cái xã hội nó đặc biệt ở chỗ đó. Không phải tại mình giàu. Okay? If you're fair, you are a decent person, good things happen to you. Tại vì nếu mà quý vị sống cuộc đời rất công bằng, quý vị sống cuộc đời trong cái đạo đức á, thì chuyện tốt mới xảy ra quý vị. You don't have to worry about it. So if the politician says, "Oh, I need to, you know, I need to create more jobs. I need to, you know, to cut off the Chinese, cut off the Japanese, cut off the, you know, the Koreans and so on. Okay, restore the fairness and so on. It's not necessary, not at all." Đối với thầy, những người chính trị gia mà nói là tôi phải cần tạo ra nhiều công việc làm bằng cách là tôi phải khiến cái tuổi người Tàu, người Việt Nam này nó không thể lợi dụng mình được đó. Cái đó là không cần thiết. Seriously. Okay. All you have to be is the reason why we're doing so well as a country is because there's so many fair and decent people out there. That's my belief. Đối với thầy đó, cái lý do mà cái xứ Mỹ này sống rất là đặc biệt, rất là sung túc, rất là thoải mái, tại vì rất nhiều người xứ Mỹ này họ rất là công bằng, họ rất là đàng hoàng. I really believe that. I saw too many of them.
And they're very low key. Họ rất là không không có đi ra mà khoe khoang khoác lác đâu. They don't brag about themselves. They quietly go about their lives. Họ sống một cách rất là bình thường. Okay? I met too many. All walks of life. Thì gặp rất là nhiều người. That's why I love to go on Craigslist. Tại đi lùng mấy cái đồ rẻ đó, gặp nhiều người. I found so many of such people. It's interesting. Okay? All right? And save myself a few bucks. All right? Any questions? Ai thắc mắc gì không? And so if you talk about a country where we have so we are so blessed because people are basically decent and fair, bởi vì bên cái xứ này mà người ta xứ này mình đầy đủ sung túc tại vì đại đa số người dân đây họ rất là công bằng, họ rất là đàng hoàng. And if you were to teach them to help others, okay, then the blessings will be so much more than that. Ngược lại, hơn nữa, nếu quý vị mà dạy con cháu, quý vị, if you teach your children, quý vị dạy con cháu, quý vị, mà sống vì, với cái tâm vị tha, thì tụi nó sẽ rất là sung túc, thì nó sẽ đầy đủ hơn mình nữa. They're so much better off than we are. Okay, questions? Ai thắc mắc về chuyện này không? That's why I encourage you to teach your children. Cái này thầy dạy quý vị, khuyên quý vị dạy con cái mình như vậy. Teach your children, okay, to be more civic-minded, to be more helpful to others. Okay, thành mình muốn dạy quý vị, thầy khuyên quý vị dạy con cháu mình đó, là mình biết có cái tinh thần cộng đồng. Tinh thần vị tha giúp người khác. Then they'll be fine. Như vậy tụi nó sẽ sống cuộc đời rất thoải mái. Okay. The Western education is based on self-help and self-interest. To me, it's wrong. And cái nền giáo dục của xứ Mỹ này, cái người Tây phương nói là mình phải từ phải khuyến khích cái sự ích kỷ của mình. Cái đó là cái sai lầm. This is very very wrong. To me, it's a wrong premise of life. That's why people are so unhappy. Tại cái vị sống như vậy, cuộc sống cái vị nó rất là bất hạnh. You only know yourself. It's very, very poor. Sống nghèo nàn vậy sao? Yes, sir. But yeah, but they're help others, yes, but they help themselves first. That's what's missing. In Buddhism, we help others first, we help ourselves later. Ông này cũng nói là bên cái nhà thờ đó, người ta cũng dạy là giúp người khác. Thầy nói giúp người khác để họ giúp người khác, nhưng để họ giúp họ trước đã mới giúp người khác sau. Còn Phật giáo mình giúp người khác trước, giúp mình sau. That's the spirit of Mahayana, the spirit of Buddhism. We help others first, we help ourselves later. Mình giúp người khác trước, mình giúp mình sau. Đó là tinh thần Phật giáo của chúng ta. Okay? Yes. So, for example, when I talk about the special people I met out there, the decent, the fair, thành thành đó, quý vị nghe, những người thầy gặp ngoài kia mà người ta, người bình thường, thường dân, người ta rất là công bằng, người ta rất là đàng hoàng đó. They said, I'm fair to you, but you have to be fair to me. And yet, we are so blessed already. Quý vị thấy họ nói là mình tôi công bằng với ông phải công bằng với tôi. Đằng này Phật giáo mình tinh thần là tôi giúp ông, tôi không cần biết. Whereas in Buddhism, we help you. You don't have to be fair to me. You don't have to help me. Nghe không Linh? Mình giúp người ta thôi. Mình cần biết người ta giúp mình là không. Okay? Don't help others with the hope that you know you get something back. Đừng giúp người khác. Việc Phật giáo mình giúp người khác giúp thôi, không cần biết mình lời hay không lời. We help others with no expectation of anything in return. Mình giúp người khác mà không cần biết người ta trả ơn mình là không. Không cần biết luôn. Okay? Cái đó mới thiệt sự là tinh thần Phật giáo.
Questions? Okay? Yes, ma'am. So when you help others, you help them cultivate, you help them with material life. Mình giúp người khác với cái tu hành, giúp người khác với cái tinh thần hay là vật chất. What do you think? Quý vị nghĩ sao? I prefer material things. Đối với thầy, khi giúp thầy thì giúp người vâng vật chất tốt hơn là tinh thần. Let's make it clear. Okay? Got so funny about it. Yeah. What do you think? Do you help with material things or spiritual things? Giúp cái chuyện tinh thần hay là vật chất? Yes, ma'am. Both? You don't have enough money to buy your children new shoes every year, and you have to help others. Không đủ tiền sao giúp người ta được? Yes, ma'am. What? Cô này cô nói, she says that the lady here says that we should give them material things first as a hook, the mean, and then help them with other things. Nói là cô này dụ người ta bằng cách là cho cái đồ vật chất trước, xong rồi mới dạy người ta tu sau. That she says, I give them freebies. You know, free caps, free t-shirt, and then I make them cross the legs. Cô này cô nói là trước hết tôi cho mấy cái mũ miễn phí, mấy áo miễn phí, xong tôi bắt họ xếp bằng. All right? Really? Cô còn ngân nghĩ sao? Anyone else? Yes, Tony. What's the question again? I forgot to myself. The question is, do you help them with material things, or you help them with spiritual things or cultivation? Câu hỏi là mình giúp bằng những đồ vật chất hay là về giúp về tinh thần? Anyone? You said it already. Sorry, you have to stick to your answer. Yes, ma'am. Huh? You help them with blessings. Cô này là cô đòi phước thôi. She says, don't help me with material things or spiritual things, just give me blessings. Cô nói chị đừng có giúp tôi vật chất, đừng giúp tôi tinh thần, dễ to tôi phước là được rồi. Okay, this woman is too sharp. Yes, sir. He says, muốn cân trí thì tôi giúp nó. She says, whatever you need, I will help you. Muốn chi thì giúp đỡ. Okay? In Vietnamese, muốn chi thì giúp đỡ. Cười khúc khích, khúc khích. Bây giờ nghe tiếng Huệ hiểu ra hả? He said, I asked in Vietnamese, can you understand my central Vietnamese accent? Everyone's nodding now. What a beautiful accent. He's saying that whatever he needs, you help. That is right. Stop discriminating. Bớt cái tâm phân biệt này. Don't discriminate between spiritual or material. Đừng có phân biệt là đồ vật chất, đồ tinh thần. Okay. Help them get what they want. Giúp có nghĩa là giúp người ta đạt cái mà người ta muốn. To help others means to help them get what they want. Giúp người khác là giúp người ta đạt như ý. Nó giản dị như vậy đó. Is that simple? That's why I told someone last Sunday, bởi cái chủ nhật vừa qua thầy nói chuyện. I asked her, I said, why do families stay together? Hỏi là tại sao gia đình ở chung lại với nhau? She says,
because they're in love. Cô đã trả lời với thầy, cô nói là tại người ta yêu thương nhau. I said, that's correct. Nói đúng. Yes? They love. They love each other. Thương yêu nhau. And I ask her next, how do you love each other? Nó yêu thương nhau bằng cách nào? He says, see, I told her, said, I knew you wouldn't be able to answer. Thầy nói rõ ràng, cô lắp bắp, thầy nói, tôi biết là cô trả lời không được rồi, tôi mới hỏi. Okay. Why? She says, how do you know I don't know the answer? You haven't heard my answer yet. Thầy nói, cô nói, sao thầy biết là con trả lời không được? Con chưa trả lời, sao thầy nói, thầy cắt họng con. Because I know that you're incapable of loving. Tại thầy nói con không thể nào yêu được. He said, what? I love my mom. I love my dad. Con yêu cha, con yêu mẹ. Xong thầy nói con yêu cha, yêu mẹ được, thương cha, thương mẹ được. How can you tell me that I don't love my parents? Hi Kim, how do you answer that? Chào trả lời bây giờ. Xiao Jing. Chào mơ xua. How dare you tell me that I don't love my mother, I don't love my father. How dare you? Sao thầy dám nói như vậy? And that's the first time I sat down and talked to her, by the way. Lần đầu tiên thầy ngồi nói chuyện với cô. Every time, last time I saw her, I said, hello. How did I know? Now she doesn't love her mom, doesn't love her dad. Tại sao nói là không yêu, không thiệt sự không thương mẹ, không thương cha đâu. Hmm? Yeah. I told her, the reason that I know you don't love your mom, your dad, is because you only love yourself. Thầy nói lý do mà thầy biết là con không thương cha, thương mẹ đâu. Thiệt sự thương cha, thương mẹ đâu. Tại vì thầy biết con chỉ thương mình con thôi. How do you know what he said? Nó sao nói là kỳ vậy? I said, it's because from what you told me so far, your relationship to your mom, your dad. Tại vì thầy nói, thầy nói chuyện với con, thầy ấy coi kể con kể chuyện đó. Okay. Thầy thấy rồi. You say you love your mom, your dad, but actually, if they don't give you what you want, you throw tantrums and they give you what you want. That's what you call love. Nói là, tại vì con mỗi lần muốn gì á, thì phải la mắng khét lầm lẫy đó, hét lầm lẫy đó. Cho khi mà cha mẹ mà chịu thua rồi để theo ý mình rồi thì mới gọi mới được thành cái thiệt sự con thương con thương cha mẹ con đó. Ok. And she says, I'm not sure I want to listen to it. Go nghĩ. Thế này, ông này ông thầy nói kỳ cục quá. So, but she asked a question. She says, how should I live? Should I love my parents? Sao con thương cha mẹ con bây giờ? You're right. She said, you're right. I do throw tantrums to get what I want. Cô nói, thôi nói đúng. Thực sự con là lẫy mà không đúng ý con là con lẫy cho tới khi mà họ chịu thua thôi. Okay, so you're right, but so she's very 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 smart girl. She says, how should I love my parents? Vì con thương cha mẹ con cách nào đây? And I said,
I don't know. I'm not you. Thầy nói, sao thầy trả lời được? Thầy đâu phải là con đâu. Jin Xiang has an idea. Cô Thân Hương có ý kiến. Yes. She said, this girl here takes advantage of her parents. She doesn't really love her parents. Cái gọi là lợi dụng cha mẹ, không có thương, đúng không? Horrible girl. Con gái tệ thiệt. And guess how she became that? Tại sao nó trở thành như vậy, thưa quý vị? Tại cha mẹ nó dạy như vậy đó. Because her parents taught her so. Trained her to be like that. Thứ từ cha mẹ dạy đó. And it's not her. I said, all you children are like that. Con cái cái vì ai cũng như vậy hết đó. You are horrible parents. Cái vì là cha mẹ, cái vì là bậc cha mẹ, cái vì là tệ không thể tưởng được. Yeah. You all horrible parents. It's not her fault. I didn't tell her that. I just wanted to make her feel bad. Dày vò cho nó khổ, thầy cũng nói đó. Không phải lỗi nó, lỗi cha mẹ của nó. Yes, sir. What? I would not accept her to be a loveful person. Forget it. Rồi xuất gia thầy cũng cho, đừng có tưởng bỡ. Yes. What did you say again? I can't hear you. I can't hear him. Can someone help him, please? Huh? This girl very sharp. I really let her have it. And then she came, he asked me a question. Con nhỏ nó thông minh dễ sợ lắm. Hỏi vậy bây giờ con phải thương cha mẹ con sao? He says, you have to teach me how should I love my parents? I said, I don't know. Sao thầy biết được? I'm not as bad as you are. Ai mà con cái mà nó tệ như em, sao thầy dạy được? Yes. I can't hear him. That's what she asked. I don't know. That's the answer. Sao mình biết được? Huh? Yeah. Okay. Next time. Yes. Làm sao bây giờ? Totally, cái nó hoàn toàn it's not possible to prepare for this kind of. Làm sao mà chuẩn bị những cái câu chuyện này như vậy? Sao trả lời? Hả, cô có nhập lạc? Hả? Núp núp ở sau nhỏ kia gọi. Hả? Trả lời sao bây giờ? Hả? Con cô nó hư đó. Bây giờ dạy nó sao? Nó bây giờ sao mà con yêu mẹ bằng cách nào? So everyone's so worried about themselves. That's what I said. Thầy nói chắc vậy đó. Con là đồ ích kỷ. I told you are selfish little brat. Thầy nói thẳng luôn. I was very, very brutal with her. I said, you are a spoiled little brat. Okay, don't tell me you love your parents. Thầy nói thẳng luôn đó. Con là cái đồ con hư. Đừng có nói với thầy là con thương cha mẹ con. I don't believe you. You're just a spoiled brat. And she said, you're right. Nói đúng, con hư thiệt. Cười không? Yeah. But then she asked, how do I love my parents? Mà nhất định nó dí thầy, nó nói bây giờ con thương cha mẹ con cách nào bây giờ? Thắng. Bây giờ it's no longer theory, bây giờ không phải là lý thuyết nữa. Người ta thương cha mẹ bây giờ con. He said, make them happy. Làm sao vui? Nhảy múa. He says, make them happy. I said, do I sing to them? Do I dance? What do you do? What? Give them rebirth flock. So German. Yes. Help her understand the meaning of love? Help the parent understand the meaning of love?
But what do I know about the meaning of love? Hi Kim, don't speak nonsense. You, would you trust me? I say, you know. Huh? Would you? Hell no. Don't be. So what do you do? No answer? Yes. Well, you do nice things for them. Do nice things for them. Like, I cook for you. Huh? Listen to them. Listen to them, nghe lời hả? Làm với họ vui lòng. Uh-huh. Take them out to dinner. Take them out to dinner, dẫn đi ăn ngoài tiệm. Đi viếng thăm, visit them when they're old. Hey, how, who are you? Huh? Take them places. Take them places, dẫn đi chơi. Uh-huh. Take them to Vegas. Uh-huh. Yeah, Las Vegas. All those things. Rắc rối, this long list of things you're supposed to do. Hey, young man, you pay attention. Huh? You know, you love your dad or not? Huh? Do you? Yeah? So what do you say? And she was about to throw a tantrum. Nó sắp lấy rồi đó. So I had to give an answer. Nó sắp lấy tới nơi, thầy phải trả lời vậy đó. Cái nhỏ này khổ lắm, đụng nó lấy à. So I told her. Cô Quảng Ngân. She interrupted me, it's not mine. Mẹ này cha mẹ gì con? Ngày xưa là cô phải thân thiết với cha mẹ. À, đúng rồi. Ngày nay, cha mẹ đã thân thiết. He says in her era, the parents, the children have to be filial to the parents. Now it's just the opposite. The parents have to be filial to the children. Nó rất là đúng. Bởi vậy nó mới hư hết. That's why they're all spoiled. Okay? So, I told her. Thì trả lời cô, he said, you help your parents get what they want. Help them do what they like. If you say help them get what they want, she doesn't understand. You say help them do what they like. Để trả lời nó giản dị hơn nữa, tại nói mà nói con về cũng giúp cha mẹ con được cái ý hồn muốn họ không hiểu đâu. Con nhỏ nó thông minh nhưng để chưa thông minh đến độ như vậy đâu. Thầy nói là con giúp cha mẹ con làm cái mà họ thích. Help them do what they like. Hmm? That is love. Đó là yêu. Yêu thương cha mẹ mình. You disagree? Text? Okay? So you don't discriminate. Đừng có tâm phân biệt. So I taught her about non-discriminating right there. Dạy cái đừng có tâm phân biệt. Just help them. Giúp người khác. Alright? Is it clear? Think a little bit less of yourself. Suy nghĩ. Đừng có mưu toan cho cái bản thân mình. Bớt mưu toan một tí đi. Okay? Reach out and help others. Giúp người khác. Especially help your parents, help your family. Quý vị phải tập là mình tập sống gia đình với nhau, mình giúp đỡ người khác, mình như vậy thì cái mới thực sự gọi là thương. Okay, yes. So,
It depends on the person. The advice is meant for her. She's smart enough. She'll figure it out. Okay? Another person might be, the words might be different. But this girl here, she's very smart. She just hasn't been challenged yet, that's all. She's surrounded by people who are mediocre, and that's why she's been challenged. So I challenge her. Okay? À, cái mỗi duyên mỗi người nó khác. Cái cô này thông minh lắm, mà gặp khoảng mấy người thì người bình thường. Thế là cô có vẻ không không có thiếu cái sự thiếu cái sự thử thách, anh này thử thì thách cổ. Okay? All right. Next one. 407, recite it like this. Gate, gate, paragate, parasumgate, bodhi, svaha. Tức thiết chú viết, ik de, ik de, ba la, ik de, ba la, tăng, ik de, bồ đề, ta, ba ha. Chỉ xua, châu, yue, chê đi, chê đi, bô lô, chê đi, bô lô, sân chê đi, phú tí, sa, bố hở. Okay? So that's the sutra. Gate gate, go go. Di di. Paragate, go to the other shore. Tới cái yết đế, yết đế là đi. Ba la yết đế là tới cái bờ kia, tới biển à. Parasumgate. The great assembly reaches the other shore. Tất cả mọi người yết đế ba la ba la tăng yết đế là cái đại chúng tới biển ngạn. Bodhisvaha quickly accomplish the bodhi và đắc cái niết bàn, chứng niết bàn lệ đi. Okay, so that's the mantra. Gate gate para gate para sem gate bodhisvaha. Thành là cái thần chú như vậy đó. Đi cái đế ba la đế ba la tăng cái đế bồ đề ta ba ha. All right. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. The functional mantra is that you should go to the other shore. You should cross the sea of suffering. Cái này cái thần chú này nó nhắc cái vị biết á là cái vị nên liễu khổ đi qua cái biển đảo biển ngạn. Okay? Và chứng đắc cái Phật quả and certify to bodhi, become enlightened. Okay? That's the most worthwhile thing for you to do. Đây là cái chuyện quan trọng nhất mà quý vị có thể làm trong cuộc đời của mình. You don't get it yet. Kiếp này quý vị chưa hiểu đâu. But we keep on reciting you. Gate, gate, para, gate, para, sem, gate, bodhisattva. Chứ cứ tụng như vậy. Eventually it sinks in. Kiếp sau nó đầu nó thấm thấm từ từ quý vị. Then you realize one day we wake up and say, my gosh, I want to go to the other shore. Đời đời cái kiếp nghe cái này từ từ nó thấm vào. Ngày đó quý vị thức dậy cái nó, tôi muốn đảo biển ạ. Tôi muốn qua cái bờ kia. Tôi muốn... đi theo phương cực lạc. I want to go to feel like. Yes, sir. You want to recite the whole thing or you want to recite just the mantra? Depends. I like to recite the whole sutra. Thầy thích đọc cái tâm kinh. I find that focusing on one word after another. Thầy đọc cái tâm kinh nó đọc từng chữ, chữ tàu như vậy. I like to recite in Chinese and follow one word after another. Từng chữ như vậy. It helps my concentration, giúp chú tâm được.
okay? And that's a form right there to me personally. When my legs hurt and I recited, my pains stops. Chẳng hạn như lúc nhiều khi ngồi thiền, chân nó đau. Cái xong thầy tụng cái tâm kinh này, chú tâm theo từng chữ, bỗng nhiên cái chân nó không đau nữa. All of a sudden, there's no more pain. Now, to be right there is really end suffering. Thực sự nó diệt trừ cái khổ vì vậy, năng diệt trừ nhất thiết khổ. Okay. Questions? Anh thắc mắc gì không? So that's the end of the sutra. Đây là cái phần cuối cùng của cái tâm kinh, kết thúc phần tâm kinh. Does anyone have any questions? Ai có thắc mắc gì không? About this sutra, about anything else? Có thắc mắc gì không? Hoặc bất cứ cái gì thắc mắc gì có thể nêu ra mà hỏi. Okay. Cô có ngân. He says he wants to cross over the other shore. How do you get to over the other shore? Là mình muốn qua cái bờ bên kia, đảo bị ngạn, làm sao mà qua đảo bị ngạn bây giờ? How do you get to the other shore of suffering? Huh? What? Can't hear you. Huh? Cần cái thuyền. You need a raft. Cần cái thuyền. All right? That's correct. Cần cái thuyền. Okay, what else? Is that it? Paddle. Và cần cái mái chèo. Okay. Meaning what? Nghĩa là sao? Someone to show the way. Cần người chỉ đường. Sư cô sao? Can't hear. Chịu đựng gì? Hả? Chịu đựng khó khăn. Hả? Khó khăn thử thách. You have to endure the difficulties and the challenges. Okay? Cô Thân Hương. Cố gắng overcome all obstructions. Yes, sir. See through the five skandhas. Nhìn cái ngũ uẩn là đều là không hết. Meaning there is no self. Nghĩa là không có cái bản ngã. Nhất thiết nhìn cái ngũ uẩn dai không có nghĩa là không còn bản ngã nữa. Meaning that you have no more ego. There is no one. Okay, who's selfish? Không ai ích kỷ hết. Okay. So how do you get to the other shore? Cô cả ngân á, muốn biết á, làm sao tới cái đảo bị ngạn bây giờ. Very simple, giản dị dễ sợ lắm. It's very very simple, chuyện rất là giản dị. Okay, một câu thôi. One phrase. Amitabha, he says, niệm Phật. Okay, Amitabha. Okay, two phrases, hai câu. Yes. Sao đảo bị ngạn, sao mà đảo bị ngạn qua cái bờ sông kia, bờ bên kia được? How? Cross your legs, xếp bằng. Yes, sir. Follow good advisor's instruction. Theo lời chỉ dẫn cái thiện tri thức. Yes. Get a 49, pre-arranged 49 place. Nói là xin thỉnh cái bài vị 49 ngày trước. This woman has no self-confidence. Cái bà này hoàn toàn thiếu tự tin. Yes, anyone else? Stop thinking, bớt suy nghĩ. Yes, that helps. Anyone else? Yes. What? Recite this mantra. That's correct. Tụng cái thần chú này. Also correct. You all correct. You all know the way. Ai cũng biết đường hết rồi. But will you want something that's more profit for her? Để cái khổ là kêu cô quả ngân này muốn biết cái mà nó áp dụng cho cổ thôi. What is that?
Đó là cái gì? Yeah, it works for you. Yeah, for you is the mantra. Cái ông này là đồng cái thần chú. Yes, he recites the mantra. He'll go to the other shore. Yeah, cái cô này, you know, những tất cả những khó khăn như cuộc đời mình vượt qua hết là từ từ nó cũng giải quyết. She's like Chin Chang. She says, what I do my entire life is I will confront my obstructions, my problems, and I will solve them. And she what she did her entire life. Cả đời có làm như vậy. Yes, okay. This man here says, find a good advisor and follow instruction. Người tìm cái thiệt chứ thức theo lời. Okay. And the other person says, prearrange 49 days. Người nói là mình thỉnh trước 49 ngày đi. Bởi vậy, that's what we don't allow young people to have it. Bởi những người trẻ không cho. Okay. But for có ngân thì cần phải làm gì? What is Gojin's case? What? Tại sao? So each person is different. Mỗi người cái bình nó khác. Cái cô Quảng Ngân này á, là phải nghe lời thiền tri thức. Her problem is that she doesn't listen to her good no advisor. Her sư phụ nói không nghe. Chạy lang thang. Ông thầy sai là làm thôi. The problem people don't realize, cái gì biết không? The problem that most his disciples have problem. Have những cái đại đa số những đệ tử Ngài Tiên Hóa mà vấn đề sai lầm của họ biết là gì không? Ngài dạy mà không chịu làm. He gave them instructions and they refused to do it. Đã sai mà không làm. Okay. Okay. My master is very special. Ngài Tiên Hóa đặc biệt cái sở. He met me. Ngài gặp thầy một cái. Okay. And people say, hey, you want to speak in here? Ai nói thì ông nghe. He looked at me. Thầy, ông Ngài Tiên Hóa, người xung quanh nói thì khen ngợi tán thán rồi nói sâu xa xa xa. Ngài Hóa nhìn này. He says, very good, very good. No, được, được. Nói một câu thôi. Thầy bắt giò lên cổ chạy cả đời chạy theo không kịp. He gave me an instruction. Like one sentence right there. So far I still can't do it. Excuse me? Next question. Nói một câu thôi mà vắt giò lên cổ chạy theo không kịp, làm không nổi. And that's what brought me here. Vì vậy mà ngày hôm nay thầy có tới đây là tại vì thầy theo cái câu đó thầy làm thôi. I just follow the instruction, even though I cannot do it yet. But that's what brought me here. And one day I tell you what that is, when I'm ready to go. Ngày đó sẽ nói cho quý vị biết đó là cái gì. Okay? Khi mà thầy sắp đi, thầy nói cho quý vị biết. All right? And if, should I be run over by a truck, by a bus, it's in a white envelope, addressed to all the great assembly. You read this, means I've been met with an untimely death. Mà quý vị đừng có sợ. Nói là lỡ mà thầy bị xe bớt, xe cán thì sao? Chán chết thì sao? Thầy nói đừng có sợ. Thầy đẳng, thầy để sẵn một cái bao bì thơ rồi. Nó mở ra nói, nếu quý vị đọc cái bì thơ này, có nghĩa là thầy đã bị chết bất đắc kỳ tử. Yes, sir. Can't hear you.
Okay, one more time. When do I plan to explain the flower and the one the sutra? Chừng nào thầy mới giảng kinh Hoa Nghiêm? Okay. When I'm ready. Chừng nào thầy chuẩn bị xong thầy mới giảng. Okay. Right now we done with the Heart Sutra. Bây giờ cái tâm kinh giảng xong rồi. Because yes sir. Rồi chừng nào giảng xong. After this, I plan to go in the sixth Patriarch Sutra. Sau này thầy giảng cái lục tổ, okay? Because my intent is to clarify, help people understand more about the Chan, part of the Chan, American Chan. Thầy giảng thêm về cái thiền tông, về cái thiền cái thuyết của thiền tông của xứ Mỹ này, okay? His disciples really haven't explained anything yet. Ngài Tiên Hoa, đệ tử Ngài Tiên Hoa không giảng gì nhiều về cái kinh này. There's a guy who up there, a professor who spends like several years explaining the Six Patriarch Sutra. Một đệ tử Ngài Tiên Hoa, một giáo sư đại học, giảng cái kinh lục tổ đã mấy năm trời rồi. Giảng chưa xong, he's still nowhere yet. Nowhere near finishing it yet. And I've been waiting for him. I no longer want to wait. Thầy đợi để ông giảng xong thầy giảng cho khỏi cạnh tranh. But so I want to explain the Six Patriarch Sutra. That's next. Thầy sẽ đang soạn, thầy sẽ soạn cái kinh lục tổ để giảng cái vị nghe. And after that, there is more sutras. Sau đó sẽ giảng nhiều kinh nữa. Okay. The Flower Dormant Sutras. I probably won't have time to explain the whole thing to you. Chắc là thầy không đủ thời giờ giảng cái kinh Hoa Nghiêm như cái vị đâu. It's too big, nhiều quá này. Okay. But I will explain some teachings that are very important. Để thầy giảng những cái phần về cái nó rất quan trọng về cái kinh Hoa Nghiêm đó. Okay. So that we can add to the Mahayana để thêm bổ túc thêm cái pháp đại thừa. All right. So I don't know yet. At the rate we're going, cái vận tốc chúng ta đi. The Heart Sutra took us like close to 3 years. Cái tâm kinh này gần 3 năm giảng mới xong. Okay. Huh? Yeah, I won't be able to. I don't have enough time. The platforms, the Six Patriarch Sutra, we probably will finish it. Lục tổ sẽ giảng xong. Okay. And after that, I haven't made up my mind yet. Sau đây chưa quyết định rồi. All right. So it depends on what I need to do, what you need next, tùy cái nhu cầu của quý vị. If it turns out you need to have the Flower Dormant Sutra, we'll explain it next. Chẳng hạn như trong cái đại chúng quý vị mà cần tới cái lúc mà quý vị phải cần nghe kinh Hoa Nghiêm, thầy giảng kinh Hoa Nghiêm. All right? But not yet. Hiện bây giờ quý vị chưa đủ căn cơ để quý vị nghe kinh Hoa Nghiêm. You're not ready yet. If let's say, so I'd say the Flower Dormant Sutra will be at least 10 years down the road before you're going to be ready. Tại kinh Hoa Nghiêm tôi nghĩ chắc khoảng chừng 10 năm nữa quý vị mới đủ sức. If you're good, not 10 years. Cái gì mà giỏi đó, tu giỏi, if you really cultivate seriously, cái vị tu mà rất là tinh tấn đó, will take you another 10 years. Okay? Because it will be quite high. Cái kinh Hoa Nghiêm này, cái trình độ nó cao lắm. Okay? You cannot tell the difference. You, from very simple terms, but the purpose is to educate the people at high levels as well. Mặc dù kinh mình giảng rất là giản dị nhưng đều nó cái nội dung nó có dùng ý nó là nó giúp những cái người trình độ cao họ tu. That's why I explain sutras to help you cultivate. All right?
Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? So next week is the question is will I be ready by next week? No. Tuần sau vẫn chuẩn bị xong chưa? Không, không kịp đâu. Because right now I'm painting the house, đang sơn cửa sơn nhà. I work, you know, like I put a lot of hours into painting. Đang bỏ nhiều thời giờ để mà sơn nhà sơn cửa. That's my time. What my time is spent on. Bỏ thời giờ làm những cái chuyện đó. Okay. So next weekend, tuần sau, we'll be for this lecture time here. We'll have the Great Compassion Repents. Tuần sau mình cái thời giảng kinh này, quý vị sẽ muốn thì có thể có cái đại bi sám. Alright, it'll be good for you. And the following weekend, so 2 weeks from today, we start the Six Patriarch Sutra. Tại vì there's things I need to get ready as far as painting goes, so that they can handle it before I can let go and prepare my work. Thầy phải chỉ học trò thầy mấy cái sơn thì cho nó tới nơi tới chỗ rồi thầy mới bắt đầu bỏ thì giờ giảng kinh soạn kinh được. All right, because they don't know how to do mud work yet. Họ chưa biết xài. All right, so that's why if I turn away, they're gonna be stuck for a long time. Thì mình bỏ họ không được, nên phải giúp họ trước cái nào. You see, I help them get what they want first. Yes? Any other question? Anh thắc mắc gì khác không? Okay. Well, anyway, since we has nothing else, we can stop here. And I want to thank you for your continuous attendance the last few years. Thầy trước khi kết thúc, thầy muốn cảm ơn quý vị đã tới tham dự những cái bài bữa giảng kinh như vậy. It's a lot more important than you think. Nó quan trọng hơn quý vị tưởng. I'm told, for example, we explain the Vajra Sutra. Thầy nghe có người nói thầy biết là cái đang thầy giảng cái kinh Kim Cang rồi. And in the Vietnamese version, cái phần Việt Nam thôi đó, it's 1,000 pages, đang soạn 1,000 trang. And it lacks a lot of the things are left out. Có nhiều cái phần mà nó chưa hoặc là bị thiếu sót nhiều lắm. And I feel that by the time they're done with it from another year or so, if they listen to the lectures, will be around 1,400 pages to 1,500 pages. That's what's missing. Nhiều lắm, có nhiều cái họ còn thiếu lắm. So in English, we're spending a lot of money having it transcribed, and it's more complete. But now someone has to volunteer to put it together. I just don't have time anymore. Giờ thầy không có thời giờ nữa, bận quá. Okay. So it tells you how difficult, assiduous of a task this is. Quý biết soạn kinh nó tốn thời giờ chứ. Lao công không biết không đủ thì giờ. Ok, thì tương tự như coi 1,000 trang là ngồi soạn là tối tăm mặt mày luôn. 1,000 pages, that's unthinkable. That's the biggest explanation of Vajra Sutra. It's still not complete. Yeah, nó vẫn chưa đủ như thế. Yes. I'm sorry. Yeah, it's being transcribed. Okay. I'm sorry. That's why you need time to go through it. Yeah. Yeah, from a transcription. Yeah. All right. It'll take a while. Take a long, long time. But even I'm told that the person that we're paying to transcribe the English version, she claimed that she likes it. And she started asking questions about the Dharma now. Cái người mà thông dịch đó,
cái người phải trả tiền, ta biên xuống, ta biên xuống tiếng Anh, ta chép, sao chép bằng tiếng Anh đó, ta theo cái băng mình họ sao chép xuống đó, thì tốn thì giờ dễ sợ, tốn tiền lắm. Thì họ mới nói là, họ mới nói bắt đầu họ nghe mà họ thích, mà thích họ bắt đầu hỏi những cái câu về Pháp. Ok, so it is will be the first time I feel that people who read our Vasha Sutra will be able to understand a little bit about Vasha Sutra instead of looking at something that is so so abstract that most explanation, like most explanations. Lần đầu tiên cái vị mà cái chú thích kinh Kim Cang này, cái vị đọc cái vị sẽ có hiểu được cái pháp, tại vì đại đa số những cái chú thích của kinh Kim Cang nó rất là trừu tượng, không ai hiểu gì hết. I couldn't understand anything, to tell you the truth. Even my master's explanation of Vasha Sutra, I couldn't understand anything. Ngài Thiện Hoa, ngài giảng kinh Kim Cang, thầy không hiểu gì hết, đọc không hiểu gì hết. I honestly tell you, I was scared, thầy sợ lắm. Đọc kinh Kim Cang, chú thích mà không hiểu luôn nữa. I read his explanation of Vasha Sutra and said, what are you talking about? And other people, his disciples, said, wow, I love his explanation of Vasha Sutra. It's so beautiful. I don't get it. Single thing. Người khác, đệ tử người khác, Ngài Tiên Hoa khen nức nở. Rồi Ngài Tiên Hoa giảng chú thích kinh Kim Cang hay quá. Thầy đọc thấy nhiều gì hết đó. I couldn't understand a thing. So that's why I explain it in a way that people will read it, they'll get something out of it. Okay? From low to high level. Yeah, his sutra is about this stick. Our is about this stick. Yeah, look it up. We should have a version, the Vasha Sutra by Master YongHua. Yeah, I'm sure we have it. Give him a copy. Okay. Okay. So is that okay? So next week, either you go shopping or come here and do the Great Compassion events, and then tuần sau, quý vị tới đây để mà hoặc là làm đại bi sám hoặc là đi shopping. And then the following week, we will begin the Six Patriarch Sutra. And sau hai tuần sau, chúng ta sẽ bắt đầu kinh lục tổ. All right? Is that a deal? All right. Very good. Thank you.